Nếu các bạn có nhu cầu mua nick lên ngay shoptng.vn, hiện tại đang có khuyến mại giảm 60% giá trị nick, có cả nick đá quý giá cực hạt rẻ. Gặp sự cố sẽ đền bù lại 100% giá trị. Xin chào tất cả anh em. Khi anh em xem clip này thì chúng ta vừa cập nhật xong phiên bản vô tận hỏa lực rồi. Rất là nhiều tính năng hay, tối ưu từ dung lượng tới giảm lag vân vân. Anh em sẽ thấy được. Và đương nhiên cả giao diện thay đổi rất nhiều rồi. Liên quân ngày càng đa dạng và có nhiều vị tướng cũng như cơ chế dị. Anh em rất khó chịu khi phải đối đầu với vị tướng này, đặc biệt là các con tướng có khống chế, có nhiều loại khống chế cứng. Nhưng khó chịu nhất là chính là dính khống chế là không thể hóa giải được. Dù bạn có chơi vị tướng như là Kyros, là Chona, Roker, hoặc là trang bị giáp tẻ thần, hoặc là mang thanh tẩy, đó là các chiêu thức bắt là chết, cực kỳ nguy hiểm. Khi anh em đeo rank cần phải hết sức chú ý và có cách khắc chế hay là ra vào hợp lý nhất cho tranh nhé. Vậy quét tìm hiểu ngay để tránh bị hớ hoặc là lên bảng vì thiếu hiểu biết ngay bây giờ nhé. Top 5, Aisa là vị tướng tiếp theo sắp xuất hiện. Với bộ kỹ năng của Aisa, khống chế rất tốt và khó chịu. Không chỉ là làm chậm từ chiêu 1 khi có pet, mà chiêu 1 khi cường hóa còn cản đường và tạo ra bức tường hình nấm rất khó chịu. Chiêu 2 bạn điều khiển pet hất tung kẻ địch trên đường, rất hợp lý để tự bảo kê. Nhưng mạnh nhất, cụ thể chiêu quê của Aisa tạo ra pháp trận khổng lồ bao trùm một phạm vi. Tướng địch dính phải sẽ bị khống chế trong 3 giây và không thể thoát ra khỏi cái giới đó. Đây là chiêu thức thiên về khống chế để có thể giúp đồng đội úp sọt hơn là thiên về khống chế cứng. Nếu rơi vào cái giới này của Aisa, dù bạn là Chona hay là Kyros và kể cả là Roker, dù bật chiêu cuối trước hay là sau đều không thể thoát được. Nhưng yếu điểm chính là chiêu cuối thời gian tung ra khá chậm nên cần anh em căn chỉnh hợp lý. Điểm mạnh đó chính là khống chế rộng và thời gian hồi chiêu nhanh. Chiêu thức này giúp tín hiệu cực kỳ mạnh, đặc biệt là khi nhảy vào pháp trận. Cứ khi nào đá đất sẽ được tăng miễn thương, công vật lý, hồi máu và giảm thương rất là nhiều. Nên chiêu thức này chỉ thực sự bá đạo khi bạn có pet nhé. Có thể nói, Aisa mạnh, nhưng nếu Aisa mất pet thì giao tranh giảm đi 60% sức mạnh của nàng và khi đó Aisa rất mỏng manh và chỉ có thể khống chế từ xa mà thôi. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phụ hiệu thần quang hoặc là ma tính, cả thánh thuấn, tùy tướng địch anh em gặp phải nhé. Nâng mắc chiêu 2 để điều khiển và khống chế pet hiệu quả nhất. Vì nếu anh em nâng mắc chiêu 1, dù tối ưu sát thương, nhưng khi cập nhật phiên bản mới, anh em nâng mắc 2, không chỉ giảm thời gian chiêu chiêu 2, mà đó cơ chế mới đó chính là khi kích hoạt chiêu 2 kéo pet về, pet sẽ không bị chọn là mục tiêu và không chịu sát thương, nên giúp pet anh em sống dai và khỏe hơn rất nhiều. Cài máu thấp nhất, phép bổ trợ là tốc hành hoặc là tốc biến nhé. Lối chơi của Aisa chính là cấu rỉa kết hợp pet, dạng như là sử dụng chiêu 1 để tấn công mục tiêu, pet nhảy bổ vào tấn công, sau đó kéo pet về bằng chiêu 2 và cứ tiếp tục như thế, khiến pet bổ nhào vào tướng địch, gây lượng sát thương 1% máu và khống chế khó chịu. Đó là cách chơi Aisa đè đường tướng địch khi anh em đi đường mít nhé. Dùng pet giúp team ăn mục tiêu như là rồng, tà thần ổn và chịu sát thương tốt, hoặc là anh em có thể vào rừng tiên địch và ăn vài con bùa nhỏ, cực kỳ đơn giản thôi. Chiêu cuối đúng lúc, đúng thời điểm, khống chế và gây lượng sát thương cực lớn. Khi mất pet, nhớ hạn chế giao tranh và chờ thời cơ, đợi 15 giây khoảng thế thì pet sẽ hồi sinh lại nhé. Aisa khống chế rất khó chịu nhưng mỏng manh, dễ bị sốc chết. Nhớ di chuyển cẩn thận và phối hợp tốt với team. Top 4, Omen. Với lối chơi tương đối đơn giản nhưng Omen lại là một vị tướng được ưa chuộng ở vị trí solo đường. Chiêu cuối của Omen là thương hiệu, đó chính là khả năng khống chế. Đã bị trói là không thể thoát dù bạn là ai và dùng trang bị gì. Nhưng Omen lại có một cái điểm khá là thú vị, đó chính là nếu gặp các vị tướng như là Kyros, Chona hay là Roker mà tướng địch kích hoạt trước chiêu cuối không bị khống chế nhé, thì chiêu cuối Omen lại vô dụng. Nên mới nói Omen phải tấn công bất ngờ, nên việc núp bụi hoặc là dùng combo chiêu cuối tốc biến là hoàn toàn cần thiết. Mặc dù hiện tại có nhiều vị tướng đi sâu đường tà thần mạnh, nhưng Omen vẫn là con bài mạnh khi ở đầu game. Mặc dù có thể yếu thế, nhưng khi farm đủ trang bị cần thiết, 1v1 với Omen thực sự là ác mộng. Với khả năng xích đối phương ở chiêu cuối, chiêu 2 giúp Omen trở nên cực kỳ trâu bò. Omen giúp team có thể thi triển được rất nhiều chiến thuật, đặc biệt là đẩy lẻ. Và với chất tướng đẩy lẻ chống chịu, bắt xạ thủ, luôn là một trong lựa chọn hàng đầu cho trận đấu dài và đấu rank của anh em nhé. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phụ hiệu đấu khí hoặc là ma tính, nâng mắc chiêu 2 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ tốc biến. Thực tế thì chiêu cuối sát vực của Omen chỉ nhốt đối phương suốt 5 giây trong vùng ảnh hưởng, cũng như giảm sát thương của chúng. Kỹ năng này áp dụng chủ yếu trong việc bắt lẻ đối phương để Omen và đồng đội chút combo sát thương kết thúc. Nhưng nếu dại dột mà nhốt kẻ địch quá xanh thì Omen mới là kẻ phải lên bảng điểm số. Vậy nên ta khi dùng chiêu cuối cần có hai điều kiện: một là sử dụng chiêu cuối chói và cùng team xử đẹp, hoặc là bạn đủ khả năng xử tốt tướng địch, hoặc đơn giản là chói để chạy hoặc là chói để ăn trụ trong sự bất lực của kẻ địch nhé. Người chơi Omen phải farm tuần nhanh
để lên cấp độ 4, có ưu thế trong pha solo kill hoặc là đi gank nhé. Và khi đó, các bạn sẽ tối ưu được các đòn đánh thường và gây sát thương nhiều nhất có thể. Omen hợp lối chơi đó chính là đầy lẻ, nhưng nhiều anh em lại nhầm đầy lẻ ôm trụ là kệ team ra sao thì ra. Farm nhanh nhá, nếu có thể thì cắt đính sớm rồi đi gank ra đường mid check bụi, núp gank cực kỳ hiệu quả. Hoặc là nếu anh em trên cơ hoàn toàn thì cắt lính sớm ở trụ hai tướng địch rồi mới có thể đi gank hẳn tận đường rồng nhé. Chúng ta phải farm rồi di chuyển, chứ không phải là chiến thuật 4-1 là farm xong ôm trụ rồi lại đợi lính và đẩy tiếp thôi nhá. Top 3, Arum. Khi sử dụng chiêu cuối, Arum cùng nạn nhân đồng thời sẽ bị bất động trong 25 giây và cả hai sẽ tồn tại sợi dây liên kết cùng chịu lượng sát thương mà kẻ kia phải chịu. Nhưng chiêu cuối này chỉ thực sự hiệu quả nếu Arum là kẻ trên cơ dạng nhiều máu hơn và đang có phần trăm máu nhiều hơn và có đồng đội cạnh bên để dồn sát thương, hoặc là mục tiêu thấp máu và bị đồng đội đối thủ xốc cả thương vào bạn. Tức là chiêu cuối sẽ trở nên vô dụng nếu không có tác động tốt từ bên thứ ba. Khi ăn chiêu cuối này, bạn không thể thanh tẩy, không thể hóa giải dù là Kirot, Roker hay là Chauna. Và đương nhiên, dù là chiêu cuối của Anete hất văng Arum ra thì sợi dây liên kết là còn tồn tại nhé. Lưu ý khi chơi, ta dùng phù hiệu mộc giáp hoặc là thánh thuấn nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Phép bổ trợ tốc biến tạo lợi thế và bất ngờ nhé. Arum là vị tướng nhây lì cướp bùa khó chịu nhất ở giai đoạn đầu game, nhưng em chú ý là né đường các vị tướng tay dài ra để tránh bị cấu rỉa. Và đương nhiên là cướp bùa thì nhớ kêu gọi đồng đội, không là ăn no hành đó nha. Arum có thể bắt trừ tướng địch, vừa thể bảo kê đồng đội cho các vị tướng sát thủ tốc độ cao. Arum mà núp bụi thì combo bao chuẩn, hãy canh các bụi gần sông, rồng, tà thần để bắt bò lạc. Tất nhiên là đi cùng đồng đội, bởi một mình Arum không có sát thương. Khi cần thiết, có thể tốc biến bắt vào chủ lực kẻ địch khi kẻ địch đứng sai vị trí và team bạn có lợi thế. Còn không thì anh em chỉ cần giữ chiêu và kè kè bảo kê chủ lực là đủ nhá. Top 2, Alistar. Với các game thủ liên quân thì pháp sư Alistar là một trong vị tướng được sử dụng ở đường mid khá quen thuộc. Với bộ kỹ năng khống chế đáng kinh ngạc, Alistar để chặn đường tấn công của địch trên diện rộng, với khả năng khống chế mạnh và chiêu cuối nhốt cực kỳ bá đạo, khiến đối thủ không thể di chuyển và bốc hơi nhanh từ xạ thủ pháp sư khác. Ngục tù vĩnh hằng là chiêu khiến tất cả kẻ thù khiếp sợ, mang sát thương và khống chế được trong 2,5 giây. Nếu như chiêu cuối của Arum chỉ là chói vào, nếu không có sát thương dồn vào không sao cả, nhưng Aether lại khác. Chiêu thức này kèm lượng sát thương không hề nhỏ một chút nào. Hiện tại đánh Việt, em thấy pick Aether rất nhiều và cứ Murad, Renak hay là kể cả Naglot xuất hiện là kiểu gì cũng có Aether trong team địch. Và em thấy Aether rất đáng dùng và chơi nhá. Đáng sợ nhất đó chính là ở trong giao tranh, chính là chiêu 1 khép góc cực kỳ chí mạng. Và đương nhiên kèm cả chiêu 1 và chiêu 2 thủ đường cực kỳ tốt rồi. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu chuyển sinh hoặc là ma tính nâng mắc chiêu 2 nếu anh em bị ép đường quá nhiều và cần cả lính nhanh. Còn không cứ mắc chiêu 1 hồi chiêu nhanh đi gank cho sướng nha anh em. Anh em cài máu thấp nhất, phép bổ trợ tốc biến hoặc là thanh tẩy giúp bạn tối ưu trong giao tranh, cả lính nhanh đầu game với chiêu 1 và 2. Nội tại của Aether cung cấp cho anh ta khá sát thương chuẩn, nên cả lính rất tốt khi kết hợp chiêu 1 và 2 ăn thêm chiêu cuối. Đây là một combo thể sốc chết một vị tướng máu giấy, cứ núp bụi và cấu đỉa dần. Sử dụng chiêu 1 để khép các giao tranh, vừa khép các đường lui của kẻ địch, vừa chặn hướng tấn công của các vị tướng cận chiến rất hiệu quả nhé. Chiêu cuối là kỹ năng cho phép trói buộc mục tiêu khá lâu, hãy tận dụng để phối hợp với người đi rừng hoặc là tạo ra pha bắt lẻ bất ngờ. Chiêu cuối Alistar sẽ chỉ thực sự mạnh nếu các bạn có người đi rừng hoặc là đồng đội kế bên. Ở phiên bản mới, khi anh em xem clip này thì cài đặt giờ tính cho cả chiêu thức, nên anh em nhớ cài đặt ở mục tiêu hợp lý tùy từng trận đấu và ưu tiên là cài máu thấp nhất nhé, để có thể bảo kê chủ lực và bắt các vị tướng tấn công lao vào một cách hợp lý nhất, tránh các bạn lại chói nhầm mục tiêu nhé. Xuyên suốt trong cả trận đấu, chúng ta nên farm nhanh rồi gank liên tục cùng team, hạn chế đi lẻ. Chỉ có đi với team gank cùng team mới có thể giúp bạn có thể gánh đội hiệu quả nhất. Top 1, Badum. Bất cứ kẻ địch nào dính phải địa giam của Badum gần như sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi cuộc giao tranh. Thời gian giam của địa giam lên tới 3 giây. Và trong 3 giây này, kẻ địch sẽ không thể làm gì ngoài việc ngồi chờ. Không những bị khóa hoàn toàn, kẻ địch lại không bị chặn mục tiêu, nên đồng thời có thể né được các đòn tấn công nhé. Với cơ chế này, thì việc Badum bóp cả team mình là có. Và sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống giờ khóc giờ cười nếu kết hợp combo không tốt. Vậy nên, anh em cần phải rèn luyện nhiều để có thể reo rank khi nào cần tung và tung sao cho hợp lý nhé. Chiêu cuối có thể dùng để mở tranh bắt vào chủ lực địch, hoặc đơn giản như là S thôi. Tướng địch mà pick các vị tướng nhà Roker, S lại rất là thích cầm Badum để có thể chôn khi anh ta bật chiêu cuối.
Một sự chủ động cực kỳ quan trọng, khắc chế tốt nhé anh em. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu chuyển sinh hoặc là trói buộc, nâng max chiêu 1, cài máu thấp nhất. Lâu lâu ethic nâng 2 nên phải cọ sát nhiều với tiên địch từ đầu game, nhưng phải nâng tùy chỉnh theo hợp lý mà tiên địch các bạn gặp phải nhá. Nâng chiêu 1 giúp anh em bắt và băng xả tốt hơn. Phép bổ trợ ưu tiên là tốc biến nhé. Combo chiêu 1 tốc biến cực kỳ là phê. Badum kiểm soát bản đồ rất tốt. Anh em nhớ check bản đồ thật nhiều cho đồng đội. Chiêu 1 của Badum có thể bốc ngược tới địch về, và khi bốc được chủ lực địch về thì chắc chắn lên bảng điểm số thôi. Để bảo kê chủ lực, nếu không ở chiếc cuối thì nhớ bốc ngược hướng tướng địch ra phía sau, tuyệt đối không được bốc tướng địch về phía xạ thủ của mình. Chiêu cuối kế hoạch rất tốt, hoặc là mở tranh. Tuy nhiên, anh em phải sử dụng đúng lúc và hợp lý, không thì sẽ bóp đồng đội của mình. Chiêu cuối để mà tranh cướp mục tiêu nhà rồng và tà thần, đối thủ chắc chắn phải khiếp vía nhá. Trên đây năm vị tướng rất mạnh và khó chịu, đặc biệt là khoản khống chế dính là nguy cơ bị úp sọt và lên bảng rất cao. Khi đi gank hòa đối đầu nhớ cẩn thận. Còn anh em nào thích chơi, em có để các lưu ý chơi chắc chắn giúp anh em làm quen và dễ tiếp cận, thuần thục nhanh các vị tướng này nhé. Các lưu ý trên là kinh nghiệm hiệu quả giúp anh em mới chơi hiệu quả cực tốt. Nếu anh em có ý kiến riêng hoặc nội dung muốn góp ý cho S và các bạn khác, nhớ bình luận ngay dưới video nhé. Xin chào và lại anh em ở trong video lần sau. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.